một nửa chưa hay một phần tư chưa, nó từng bước nhỏ nhỏ chia nhỏ cái chương trình ra thì nó dễ giải quyết hơn. Xoay chuyển tình thế, xoay chuyển tình thế bằng cách nào? Bằng cách là thật ra mọi việc cái tình thế tuyệt vọng thường là vì cái tư duy của mình nó tuyệt vọng, thường là vì tư duy của mình nó lối mòn, thường là mình suy nghĩ một chiều. Nhưng nếu mà mình có niềm tin là không có tình thế nào không xoay chuyển được á, thì mình cứ nghĩ hoài hết cách này cách khác mà nó ra. Có ai có quý vị đồng ý điều này không? Đúng không ạ? Nếu từ nhỏ mà mỗi lần nó nói là không được á, thì mình lao mình chửi nó, mình đứng lên tăng thì nó mãi mãi là không được, đúng không? Nhưng nếu mà nó nói không được, cái mình nói mình phải tìm cái tích cực trong cái hoàn cảnh đó, mình thấy cái nào nó tích cực thì mình, ví dụ như là người Việt Nam có câu là trong hên có xui trong xui có hên, đúng không ạ? Cho nên khi mà nó té, ví dụ vậy đây, thì mình nói đau không con, đau. Thôi trời ơi, may quá, nó không té nặng hơn. À, tư duy tích cực, có công sức tư duy tích cực, ai cũng nghe xin cho ta. Tức là cứ mỗi lần bị cái gì thì nó may quá, nó không tệ hơn. Đúng không? Rõ ràng nó tích cực. Bây giờ mình bị trầy, bị tay tay, nó trời may quá, nó không đứt tay. Cái mình bị đứt tay, cho nên may quá, nó không bị đứt bự hơn. Cái mình bị đứt bự hơn, nó không may quá, nó không đứt liền. Đứt liền không? May quá, nó đứt liền có một tay chứ không hai tay. Tới cuối cùng, may quá không chết. Cái chết luôn, nó trời, đỡ quá, họ hỏi tốn tiền nuôi. Xoay chuyển tình thế, thật ra nó như vậy. Cái chuyện xoay chuyển tình thế này nó không có dễ dàng, nhất là trong cái chuyện mà quý vị thấy như trong chuyện kinh doanh đó ha. Quý vị thấy nếu như 10 năm được 10.000, quý vị nói ví dụ vậy đó, từ người không có đồng nào mà 10 năm sau có 10 tỷ ví dụ vậy đi, thì 1 tỷ đầu tiên nó chiếm bao nhiêu năm? 9 năm. Từ 0 đến 1 tỷ nó chiếm 9 năm, và từ 1 tỷ lên 10 tỷ nó có 1 năm thôi. Thành ra cái xoay chuyển tình thế là thật ra nói thì dễ chứ làm thì khó, nhưng mình cương quyết thì vẫn làm được. Cho nên khi mà con mình nó nhỏ mà nó gặp cái gì khó khăn á, mình đừng có nôn nó, mình đừng có thúc thối, mình càng nôn nó càng thúc thối, càng làm cho nó mất bình tĩnh, mà mình cứ ngồi đó mình suy nghĩ với nó, mình tìm cách giải quyết. Và nếu mà mình đã biết cách rồi á, mình cũng đừng có đưa ra nguyên cái giải pháp, mình chỉ đưa gợi ý từng tí để tự nó nghĩ ra, thì từ từ nó mới có thể tạo cho nó cái tư duy là luôn luôn tìm cách vượt qua luôn thì nó vượt khó. Tìm lối ra, thật ra cả bốn cái này á, nó đều những cái phần nhỏ của một cái phần lớn. Gặp khó khăn thì việc đầu tiên là mình không chạy trốn, mình chấp nhận cái khó khăn đó, rồi mình cố gắng mình vượt lên, cố gắng mình tìm lối ra, cố gắng mình xoay chuyển tình thế thì mình có thể vượt ra được. Và cái cách dạy con trí tuệ vượt khó đó là đừng bao giờ làm dùm cho con cái điều gì cả nếu như nó có thể tự làm được. Và cái quan trọng nhất là phải dạy cho con tự chịu trách nhiệm, không có đánh chừa bàn chừa ghế, tại cái đó là gì? Đổ lỗi, đúng không ạ? Không dỗ dành khi tự con làm mình đau hay té ngủ sau khi con thì vô lý vậy ta. Đặt cái câu nói dùm đi quý vị. Phải dỗ dành chứ. Phải vỗ về chứ. Ủa đi không hiểu sao đi ghi cái câu này ta. Đặt câu đó đi quý vị. Hả? Mình dỗ dành chứ. Không, cái câu đó, bỏ cái câu đó quý vị, mình phải dỗ dành chứ. Khi mà nó tự làm nó té á, mình phải dỗ dành. Mình dỗ dành. Nhưng mà mình không có, mình tức là này, ví dụ như khôi hương nó nhỏ té, thì việc đầu tiên mình làm cái gì? Bổ về thì không làm gì hết. Đến khi nó hết đau rồi, lúc đó mình mới hỏi coi con nghĩ coi tại sao con té. Hả?
thì nó con biết thì mình nói con cái này con vô tình chứ con cố ý không sao đâu con. Còn nếu như mà hoặc là cái sàn trơn thì nó tại cái sàn trơn đó con thấy không, lần sau rút kinh nghiệm mà thấy sàn trơn thì chạy từ từ với thì chạy nhanh, nhưng mà mình phải vỗ về cho tới khi nó đến rồi, nó bình tĩnh rồi, lúc đó mình mới nói cái chuyện lý lẽ. Còn khi nó đang đau, nó đang khóc vậy thì không có lý lẽ được, đúng không quý vị? À, xin lỗi quý vị, cái câu này gạch bỏ, không dỗ dành tự khi tự con làm mình đau té, gạch bỏ, bỏ chữ không thôi, gạch bỏ chữ không. Cái chữ trì hoãn, quả mãn này, delay, pleasure, mình thấy vô cùng quan trọng. Khi mà nó xin cái gì mình cho ngay, nó nghĩ trên đời là mọi việc đều dễ dàng. Cái khi mà việc khó khăn nó khó chịu. Cho nên ví dụ như quý vị nói là muốn đi gia đình hồn nhiên phải không? À, hồi nãy có thằng bé chạy vô nói chuyện với đi. Cô ơi, con muốn đi chương trình này quá. Hỏi ủa thì xin thì nói mẹ cho con đi. Mẹ nói mắc tiền quá. Cái mình nói vậy thì mình để dành tiền. Để dành từ từ sẽ có. Thì nếu như vậy thì mình phải lên kế hoạch để dành tiền với con mình, đúng không ạ? Để dành tiền thì mình sẽ nói lên kế hoạch để dành bằng cách nào? Ví dụ như là mỗi ngày nhịn 10% tiền ăn sáng, nhịn 10% tiền uống nước ngọt, nhịn 10% tiền gì đó. Thì tới một tháng xong sẽ có tiền đi, ví dụ vậy. Ngay cả khi quý vị có tiền, ví dụ vậy đi, thì nó đòi đồ chơi hay gì đó thì quý vị cũng lên kế hoạch để mà từ từ có, chứ không có khó ngay lập tức được, thì nó mới thấy là mọi việc trên đời này á, cái chuyện khó khăn là chuyện bình thường, phải không ạ? À, và cái chuyện là con nít mà nó chơi game á, mà nó muốn chơi game hả, được rồi, nếu con học bài tiếng đồng hồ thì con sẽ earn, tức là tự mình, cái việc dịch ra là sao ta, tự mình kiếm ra đó hả? Cứ mỗi một tiếng đồng hồ con học thì con kiếm được 5 phút chơi game. Cứ mỗi một tiếng đồng hồ con học được 5 phút chơi game. Cái ảnh đâu có nhau. Ảnh hết rồi. Hay là con muốn cứ mỗi một lần con rửa chén thì con được 5 đồng, 5 ngàn. Thì cứ 10 lần rửa chén thì mới mua được một cái gì đó trị giá 50 ngàn. Tức là nó phải có cái lộ trình để đạt được cái điều nó muốn thì nó mới quen được cái chuyện là nó như vậy. Ở Stanford đó, họ có làm cái nghiên cứu, họ cho đứa con nít vô trong một cái phòng, trong đó chỉ có cái bàn, trên cái bàn có cái dĩa, và trên cái dĩa có cái marshmallow. Quý vị biết marshmallow, cái kẹo dẻo xốp xốp á, nít Mỹ nó thích cái đó, nó liên cũng biết tại sao. Thì họ cho cái đứa nhỏ ngồi ngay cái bàn đó, và trước mặt nó là cái miếng marshmallow bự vậy nè. Cái ông tiến sĩ ông mới nói là cháu ngồi đây nhé, chú đi một lát chú trở lại. Mà nếu chú trở lại mà cháu chưa ăn cái marshmallow này á thì chú sẽ cho cháu cái thứ hai. Quý vị có coi cái clip đó không? Ai có coi cái clip đó rồi? À, có nghe hay chứ chưa coi hả? Ok. Quý vị coi cái clip có thể mắc cười chịu không nổi. Có nhiều đứa nó bỏ miệng rồi cái nó rút ra rồi lại. Có nhiều đứa nó ngồi nó bụt rứt. Cười lắm kìa quý vị. Nhưng mà còn có nhiều đứa nó ngồi tỉnh bơ, không sao nha. Nhưng mà có nhiều đứa nó bỏ miệng liền không suy nghĩ á. Còn có nhiều đứa nó ngồi nó cắt miếng ngồi hết trơn. Cười nó dễ thương lắm. Thì người ta theo dõi mấy đứa này. Theo dõi tới 30 năm á. Thì mới thấy là những cái đứa mà nó chịu đựng được á, khi người ta trở lại còn nguyên á, thì sau này nó thành công và hạnh phúc lắm. Còn những đứa mà nó khi trở lại mà nó ăn rồi á thì đa số là sau này không hạnh phúc bằng. Thì tức là cái thằng đáng nó muốn cái gì á, cái Liên mới nói, Liên mới kể cái chuyện đó cho nó nghe. Cái Liên mới hỏi, Liên mới nói là con có biết không, vậy thì người ta thành công nếu người ta biết tự kiểm soát mình. Vậy bây giờ con là người tự biết tự kiểm soát rồi, còn con là người không biết tự kiểm soát. Cái nó nhất I have self-control. Ông tức lắm, nhưng mà ông tức lắm, nhưng mà ông thấy cũng có lý lắm. Ông ráng ông chịu đựng trước rồi, nếu như vậy cả ông chờ, ông nói chứ, you show me. Ông bị ác quá. Cái mình nói chứ, hey, ông bị không ép con nha, tự con lựa chọn á.
kệ nó chứ, cái kiểu của OBI mình lựa chọn khác được. Nhưng mà rồi thì quý vị sẽ thấy là cái đứa nhỏ từ nhỏ nó được đấu, nó được quen đấu tranh với lại cám dỗ đó, thì lớn lên nó vẫn phải đấu tranh với cám dỗ thôi, nhưng mà nó biết rằng nó cần phải chọn con đường đấu tranh. Còn cái đứa mà từ nhỏ mà nó không được như vậy đó, thì lớn lên nó tuôn đủ khả năng, tôi mà mới vô lý tào lao, nó cứ bụi bị tùm lum, quý vị hiểu không? Như trường hợp của Liên, Liên là người có A quy rất là cầu. Quý vị muốn nghe kể chuyện của Liên hồi mới qua Mỹ không? Ai muốn nghe chưa đây? Nha. Quý vị biết Liên mới qua Mỹ á, đi làm mà may á, một đường may áo thun á, đường này 3 sen, đường ở trên tay 3 sen, đường dưới lai 3 sen, đường cổ 20 sen, một tuần đi may $500. Tưởng tượng thôi, đi may từ 7 giờ sáng tới 2 giờ sáng hôm sau. Rồi có khi á, đi xe, lúc đó mới qua mà cho nên chưa có xe, có khi đi xe đi bộ, tức là có người ta chở, mấy người làm chung trong shop người ta tới người ta chở. Cái có bữa không có ai tới chở hết, thì thời đó chưa có điện thoại di động, chưa có gì hết, cái làm gì, đi bộ 2 tiếng đồng hồ mới tới. Xong rồi sau đó Liên xin việc vô cái công ty điện tử, rắp ráp điện tử á, thì 4 đồng 25 giờ. Thì nếu mà mình đi làm mà quá 8 tiếng thì nó sẽ trả lương gấp rưỡi, tức là 6 đồng 30 mấy giờ. Cho nên Liên thay vì đi làm từ, cho nên Liên dậy á, từ 3 giờ sáng, Liên bắt đầu làm việc lúc 4 giờ sáng. Mà trời Cali mùa đông nhiều khi sương mù tới mức mà lái xe không thấy gì hết trơn á. Sương mù dày đặc tôi không thấy gì hết, cứ lái từ từ vậy thôi. Phải có gì thì dừng thì thắng gấp. Thì tới nơi Liên bắt đầu làm việc được 4 giờ sáng. Liên làm việc tới 10 tới 4 giờ chiều, 12 tiếng. Thì được là overtime 4 tiếng. Liên lái xe lên trường, Liên bắt đầu vô lớp lúc 5 giờ, ra lớp lúc 7 giờ. Rồi cái 7 rưỡi vô lớp khác, ra khỏi lớp là 9 rưỡi. Đi ngồi trong thư viện đi học tới 12 giờ khuya. Về tới nhà là 12 rưỡi. 12 rưỡi ngủ cho tới 3 giờ. Vừa lái xe vừa đánh răng. Lên tới hãng. Thì quý vị biết Liên tính toán có mất kỹ vậy nè. Liên đi về tới nhà là Liên đi một chiều cho tới cửa. Chứ giường Liên thôi, Liên không chạy ra chạy vô mất thời gian lắm. Sáng Liên dậy là Liên một chiều từ giường ra xe, không có chạy ra chạy vô mất thời gian hết. Liên tính kỹ đó quý vị, ví dụ Liên trên xe là Liên đi vừa ăn rồi, tại hộp đồ hộp Liên để sẵn trong xe rồi, ra Liên mở đồ hộp cái là vừa lái xe vừa ăn rồi, về nhà là đi vô là quăng cái hộp vô thùng rác rồi thu ba thu mạng Liên mới về, rồi là bỏ cái giỏ xuống là đánh răng xong rồi tắm rồi đi thẳng vô giường rập mờ, không nói chuyện với ai tí nào hết trơn. Sáng dậy là với tay và tắt cái đồng hồ, xong đi ra đánh răng rồi cái chải đầu rồi cái đi ra chụp cái ly cà phê má Liên pha sẵn rồi cái đi ra sẽ thứ ba thứ năm đi vậy thôi. Một chiều không bao giờ có điều kiện ra chạy vô rồi. Xong rồi lúc mà lái xe lên trường nó hễ mà đèn đỏ đó là Liên hạt xe thì đi ngủ luôn. Khi nào đi nghe nó bấm còi in hỏi thì mới dậy đi lái tiếp. Đi tranh thủ đi ngủ. Còn buổi trưa đó, quý vị thấy vui nữa là buổi trưa đó người ta hay đem cơm theo á, người ta để trong tủ lạnh. Xong mình đem ra người ta để vô vòng lò vi sóng người ta ăn. Như vậy thì sẽ mất thời gian, mà cái lò vi sóng lúc nào cứ chờ đợi xếp hàng dài mà. Liên để trong xe đó, để nắng lên là nó nóng sẵn. Hỏi để lò vi sóng. Và cái này nó ghê, nó thiêu tới mức chưa chua ăn luôn, mà ăn cái đó rất là tốt cho tiêu hóa của mình, chúng ta không ngon thôi. Lên men, nó lên men tới mức chưa hư, cái đó rất tốt cho tiêu hóa, chỉ có ăn không ngon thôi. Thành ra mình đọc kỹ thông tin rồi, mình biết chắc là tốt rồi, nên mình để trong xe, mình ra mình ăn là chỉ có nhai nuốt thôi. Và Liên nhai nuốt đúng 3 phút, mà Liên có nửa tiếng rồi đó, để mà nghỉ trưa ha. Cũng một chiều thôi, không có chuyện chạy ra chạy vô.
con đi từ chỗ làm đi đi ra phòng tắm, đi tại nhà xong đi ra xe ăn xong ngủ, ngủ dậy đi từ đó tới phòng tắm rồi đi vô chỗ làm. Cái may là phòng tắm ở công ty ông nghĩ là ít khi nào mới xếp hàng, một cái trời ơi, phòng tắm nó dài vậy nè, cho nên thường cái lò vi sóng thì phải xếp hàng